Xin chào quý anh chị khách hàng, em là Thanh Tùng, Michael Tùng, chuyên viên tư vấn bất động sản thị trường miền Tây. Hôm nay em xin phép giới thiệu đến anh chị một sản phẩm mới vừa túi tiền đầu tư lại có mức sinh lời hấp dẫn. Kính mời quý anh chị theo dõi. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một cái miếng đất ở ấp Phước Thuận, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Thì miếng đất của mình là miếng đất này nè. Miếng đất có hàng rào lưới 70. Thì mình giới thiệu về miếng đất. Miếng đất mình có diện tích là 5 x 40, 200 m vuông. Và nó có 100 m vuông thổ cư. Đó. Phía trong là đang trồng bưởi. Đang trồng bưởi. Phía ngoài thì có hàng rào lưới 70. Đó, hàng rào lưới 70 là hàng rào cột này là cột đặt nha mấy gì, cột này là cột đặt nha mọi người, cột đặt rất là chắc. Phía trước á, thì đường đan 3,5 m, phía sau này thì có một lối đi xuống, phía sau có rất là nhiều nền đang phân lô. Từ đây đi thẳng ra thì ra đường Trần Thị Điểu khoảng 300 m. Này ra đường Trần Thị Điểu, đường Trần Thị Điểu ra đường đan 2,5 m. Cái này mình giới thiệu thì nó nằm ở khúc phía trong này. Đó. 5 x 40, 200 m², 100 m thổ. Xin cảm ơn quý anh chị khách hàng đã quan tâm theo dõi. Anh chị nào cần hỗ trợ thêm hoặc muốn mua đầu tư sản phẩm có thể liên hệ ngay với em qua hotline Zalo 0964453362. Em xin cảm ơn.